ngay lúc kéo xe qua lộ xuất phát đi cả nhà. Hôm nay là ngày thứ 81, hai lúa tiếp tục cuộc hành trình đi bộ siêu việt khúc đinh qua lụm Gia Chai từ Nam ra Bắc của mình. Đầu video thì hai lúa cũng gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe các bạn, anh chị em, cô bác trên mọi miền đất nước đang theo dõi video hai lúa. Chúc một ngày tốt đẹp, thành công nhất nha. Hôm hai lúa tính ngủ bên kia cả nhà, có kéo xe vô đó rồi. Ông anh bên đây thấy vậy kêu hai lúa qua, kêu qua bên nhà ngủ, rồi còn đãi ăn nữa. Cái miếng thịt của hai lúa mua hôm qua 20.000 treo nè cả nhà. Hai lúa mặn hôm là ướp muối rồi. Muối lại chiều nay để kho ăn cả nhà. Rồi tiếp tục hành trình thôi cả nhà. Sáng ngày khởi động hết cái dốc Hà Nội đi thẳng. Không có gì chai lụm cả nhà. Đường xích trơn à. Đi tới đâu thấy núi tới đó. Giờ hôm lần trước thì không thấy, nhưng mà đi lại gần gần mới thấy. Còn mịt mù sương mù á. Đục ngầu à. Ở đây là đường Quang Trung, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh cả nhà. Có dây chai. Đây giống như thành phố vậy đó. Có đi miết à. Sáng giờ đinh dính cũng không có được gì nhiều hết. Không có. Quá trời đổ mồ hôi hầm luôn cả nhà. Xem nào. Tay mà đọng nước vậy đó. Hết sức, không có gió. Đụng chai bằng chi luôn. Ở đây toàn là cầu khe không cả nhà. Hôm qua lúa đi thấy toàn cầu khe không, bữa nay cũng cầu khe nữa. Bữa nay khe lao. Hôm qua nhiều, cũng nhiều khe đó mà không biết khe gì, không nhớ. Có gió đường tí, khúc này gió nè cả nhà. Chỗ này trống trống nè. Dạ, cảm ơn cô. Đây là cửa hàng của cô cả nhà. Đang đi cô mời lúa trái nước vũ. Đó là địa chỉ nhà của cô buôn bán ở đây cả nhà. Cả nhà có đi ngang thì ủng hộ cô trái dừa hả đi. Cô rất là tốt bụng.
cột kèn. Chỗ này chống tháo hút đinh ra cả nhà. Đi sáng giờ tới 8 giờ mấy mới được tháo qua đây. Giờ 28 phút rồi. Quá chàm luôn cả nhà ơi. Rồi dính con ngốc thì chào bá nè cả nhà. Đây con dít. Hai con. Ở đây ít kẽm cả nhà, không có kẽm. Ba cái này là lụng dụng không mà, sắt lụng dụng chứ không phải kẽm. Chiều hôm qua thì lúa gỡ buổi chiều được mớ vậy, giống nhiêu đây. Giờ nhiêu đây nữa. Sáng giờ thấy tiệm da chai nhóc hết trơn cả nhà. Đây rất là nhiều tiệm da chai luôn. Lúa lụm nè, từ chiều hôm qua giờ được bao nhiêu nè. Từ lúc mà bán đóng da chai chiều hôm qua được ba mấy ngàn. Thì cuộc lại tiếp tục thôi cả nhà. Ở đây là tới khúc nào? Liên Giang, Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Phế liệu nữa cả nhà. Sáng giờ lúa thấy cả chục tiệm nữa. Tiệm nào cũng lớn hết trơn cả nhà. Nắng bữa nay đỡ hôm qua nè. Mà cái có hơi hầm tí thôi. Đỡ hôm qua rất nhiều. Mới đằng kia tiệm lại đi tiệm nữa cả nhà. Hỏi sao lúa có dây chai lúa lụm quá trời. Cầu đá hát sáng giờ mới thấy cái cầu khác tên. Sáng giờ đi thấy toàn là cầu khe không à. Giờ thấy nước sông cũng tắm có thấy nước. Trong vắt, nước núi trong vắt cả nhà. Đường thấy vắng vẻ lắm cả nhà. Các bà con hai bên đường buôn bán cũng thấy vắng lắm. Quán xá không thấy ai ăn uống nhiều chứ. Không quay à. Đoạn này là Long Sơn, Long Kỳ, thị xã Kỳ Anh, tại Hà Tĩnh cả nhà. Đây
có một cô mua dây chai nữa nè. Đây quán xá hai bên đường. Quá trời hầm luôn cả nhà ơi. Hầm cực kỳ luôn á. Ăn cái mấy bánh tày gà uống nước. Nước uống không đã cả nhà. Mua bài nước đá uống, uống nhiều đá quá muốn đau họng luôn. Hôm qua nói chuyện cũng khan tiếng luôn. Thì anh Hà Tiến. Dạ. Nay lúa ghé hớt tóc. Dạ. Tóc quá dài cả nhà. Chưa đi nghỉ mệt xíu đi. Còn quá trời nóng được à. Dạ. Ta đang ngồi với bạn đi. Ê. Gì đó. Đây là ông em hớt tóc dùng cho hai lúa rồi cả nhà, rất là tốt bụng luôn. Hớt rất đẹp trai cả nhà. Cảm ơn. Ủa em tên gì? Tên Hoàng. Em Hoàng. Ở đâu? Em nói cho khán giả biết hả? Em ở Quảng Trị. Ở Quảng Trị nhưng mà địa điểm ở đây nè chứ. Đây là ngã ba Kỳ Long, Kỳ Liên, Hà Tĩnh. Điểm hớt tóc của hai em trai ở đây cả nhà. Đây là ngã ba Kỳ Long, Kỳ Anh của Quảng Trị cả nhà. Xe hai lúa còn đậu mà nắng. Trời ơi. Anh uống lon nước ngọt thì cho hai lúa có bao sách bỏ ở đây nè. Chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Đi luôn em gắt. Bắt tay ngược luôn. Dạ. Giờ lúa xuất phát đi cả nhà. Cho lúa một bao lon bò hút nữa. Hai em trai với em gái đây là thợ thôi cả nhà, chứ không phải là chủ tiệm. Ông thợ cắt tóc ở đây thôi. Tiệm không có ở đây. Đây là ngã ba Kỳ Long, Hà Tĩnh. Giờ nắng rất là gay gắt cả nhà. Lên dốc nữa cả nhà. Mới vừa đẩy xuống cái dốc lên dốc nữa rồi. Đa số ở đây là dốc dốc không cả nhà. Không có cao. Chỗ này là Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh cả nhà. Nắng quá trời nắng cả nhà ơi. Giờ kiếm cái bóng cây nào để vô nghỉ mát cả nhà. Trời, nãy giờ chưa thấy bóng cây nào hết.
hai bên đường trống trơn, có cây cũng cây trước nhà của người ta, đang thả dốc lên kia lên cái dốc nữa cả nhà. Đây lượn lên lượn xuống vậy đó. Bên đó là tiệm phế liệu nữa kìa. Đường này sáng giờ hay lúa đi tới bây giờ luôn có chắc 15-16 tiệm có. Mà tiệm này đóng cửa rồi. Có nhiều tiệm luôn. Hai đường nó trống trơn à, không có gì hết. Chợ Kỳ Thịnh, ngã tư Kỳ Thịnh. Wow, quá trời cả nhà. Hà Tiễn nắng quá. Nhăn như con khỉ luôn á. Không có mang bao tay. Lấy mấy vé chùm vậy nè cả nhà. Mang dùng bao tay vô nó hầm. Quá trời hầm chịu không nói. Lấy mấy vé chùm vậy nè. Mấy vé nó mỏng hơn. Không có chỗ nghỉ ta. Nãy giờ đi không có chỗ nào ghé vô được cái chân cả nhà. Giờ chắc gần 11 giờ mấy rồi đó. Anh coi xem 11 giờ mấy rồi. Ui. 1 giờ 48 rồi. Rồi 12 giờ luôn, hình chiếu nắng quá trời nắng. Nữa cả nhà. Giờ hết đường rồi, vô trong đây nghỉ. Quá trời nắng rồi. Kế tiệm dây chai luôn. Ây da. Cái này có bóng cây cũng mát mát đỡ nè. Ơi. Nắng. Ui cáo quá trời cả nhà. Nghe bạch bạch là biết rồi, dắt cái nước nữa rồi đó. Nắng quá trời nắng luôn. Ngồi kế bên đây cái đầu giờ chiều cái đi xuất phát đi cái bán mấy cái đống dây chai luôn cả nhà. Đây là của em cho tiệm hớt tóc cho hai lúa đây. Bịch nè. Được hết. Sắp ra chứ chưa ra. Gần ra nước. Chắc cái nữa là ra. Gần ra chứ chưa ra.
giặt áo luôn cả nhà, lau mồ hôi xong cái giặt áo để mà nắng thôi, hết sức rồi. Quá trời nắng, đang nấu nước sôi ăn mì cả nhà, quá chị hầm luôn cả nhà. Giờ kiếm không có bóng cây để dân giỏng nên vô đây cái mái nhà có hầm cháo hôi nè cả nhà, hết sức không, quá trời luôn, mồ hôi đổ nè, nóng ghê thiệt chứ. Đây nước sôi chuẩn mì ăn cả nhà, ăn mì tôm với rau má cả nhà, nắng này giờ ăn cơm ăn không nổi nữa, mời cả nhà dùng mì với buổi trưa hay lúa nha. Kiếm cái lùm cây nghỉ mà kiếm không có, chu vô đây luôn, đây nhà tôn tôn xi măng mà nóng ghê thật chứ. Mới vừa lau khô vừa chảy nữa. Rồi cuốn cái giỏng đi cả nhà. Gần 2 giờ rồi. 1 giờ 50 rồi. Quá trời nắng luôn cả nhà. Hai lúa chèo qua bên hàng rào bên đây để dân giỏng nghỉ, xe đậu bên kia kìa. Bên đó nó hầm mà nóng dữ lắm cả nhà. Hên chỗ này nó có mấy hai cái cây, dân giỏng nằm mát được nghỉ. Nãy giờ tính đi lúc 1 giờ mấy rồi, 1 giờ rồi. Mỏng nắng quá. Đi không nổi. Nằm tới giờ mới đi cả nhà. Giờ đang cuốn giỏng chuẩn bị đi đây. Hai lúa mới vừa tháo cái hốc đinh ra cả nhà. Dính toàn là bột không à. Cách miếng dẻ rồi. Một cái đinh. Con cây một duy nhất à. Ở đây toàn là nó không có kẽm cả nha. Ở đây cây nè. Hai cây. Ở đây không có kẽm. Kẽm là do mấy xe tải lớn á, nó chạy nó mới văng ra nhiều. Còn đây đường đây ít xe tải lớn á. Trong trung tâm được hai cây thôi, nhiều rồi nữa chắc đổ vô chắc đựng ký hơn cái mốt ký hai gì, đẩy qua tiệm rửa chai kế bên bán cả nhà, nếu có mở cửa thì bán, còn không có thì để đi luôn. 2 giờ còn nắng cũng còn dữ dằn lắm cả nhà, không bớt nổi. Ghê gắt luôn á. Có đóng cửa gì vậy ta? Đóng cửa rồi. Có mở cửa cả nhà. Cái nhà đây tới nhà bên kia. Để đi tiếp lâu ha. Này đinh sắt hết dưới đường lên. Cái đó là cái gì?
ba cái đinh sắt hết với đường á, 2 ký. Sáu mốt nha, công nhận đây nắng ghê thiệt kìa, quá nắng. Dạ dạ rồi, cảm ơn. Rồi, tiếp tục đi thôi cả nhà. Rồi chuẩn bị leo cái dốc. Sắt được 8.000 ký cả nhà, về nãy được nhiêu đó mà được 2 kg. Cái được đóng lon của anh thợ cắt tóc cho ông mới nữa. Người bán được 61.000 cả nhà. Dây chai thì được 2 con ký mấy, chưa tới 2 ký nữa. Một chai. Lâu có cơn gió nó gió ngang tạt cái nghe nóng hổi cả nhà, nóng bừng bừng y chang như mà giống như cái máy sấy tóc mà sấy. Ai đồ tới tóc nữa, mới vừa đẩy lên cái dốc cả nhà, lên đây thấy một dừa dây chai nữa, quá trời dừa dây chai luôn. Nhìn núi bên đó sẽ mịt mù cả nhà. Quá trời nắng cả nhà ơi. Ít giờ mà cũng nắng dữ dằn. Nắng cái này yếu yếu đi dám xỉu lắm. Mới vừa hồi sớm hớt tóc xong cũng đỡ nóng được cái đầu một tí. Mà có cái hay chưa hớt tóc còn nóng nữa, nóng bừng bừng luôn á. Rồi một lon bồ hút đầu tiên đang thả xuống cái dốc cả nhà. Nãy giờ cả buổi rồi mới được lon hút đầu tiên chứ được chai nước, quên đổ nước ra thiệt tình. Dốc bên này nó cao hơn cái dốc lên hồi nãy nữa. Đây giống như một cái đầu vậy đó. Phía trước chuẩn bị lên dốc nữa cả nhà. Thì phải kiếm chỗ tấp. Tấp nghỉ một cái. Quá trời.
Đẩy lên cái dốc đó hả, nghỉ coi nha, kiếm chỗ nghỉ. Chỗ này cũng không có chỗ cây mát để nghỉ, cây mà không có lá nhiều. Tỉnh 61 cây tiến chánh được trái, đi thẳng luôn cả nhà, đang đẩy lên cái dốc. Nhìn đã chưa cả nhà, quá trời đẹp luôn. Này được buổi chiều mát mát nhìn mới đẹp, giờ nắng nhìn hắt lên bừng bừng cái hơi nước lên nhé. À, phía trước có núi ngay chân lộ nữa rồi. Kiếm bóng cây nghỉ một cái cả nhà, quá trời rồi. Nãy gán đẩy lên trên dốc này thì xuống dốc khỏe rồi. Đây đi, cỡ 4 giờ chiều á, không có đỡ nắng lại. Đây cả nhà dòm xem nè, đó cái hơi nước bốc lên vậy đó cả nhà. Bữa nay bắt được cảnh này nè, gần 3 giờ chiều mà vậy đó cả nhà, ghê chưa. Đây 3 giờ rồi cả nhà, 58 phút rồi. Giờ tiếp tục đi cả nhà. Ui. Đó, giờ xuống dưới cũng y chang vậy đó cả nhà. Lên bận vậy đó. Xem nè, nó lên bụng bụng vậy đó cả nhà. Ở đây là Kỳ Trinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Quá trời. Chỗ đó có mua phế liệu nữa cả nhà. Chồng chú đang ngồi đó, quá trời tiệm mua phế liệu luôn. Đàn trâu luôn cả nhà, đi ngang lộ kìa.
2, 4, 6, 8, 10 con. Nuôi trâu nuôi bò khác hơn dưới miền Tây. Còn con lội khơi khơi qua nữa kìa. Ở đây nuôi trâu nuôi bò không có sao mũi sao gì hết trơn. Cho đi thoải mái. Trâu bò mà dưới miền Tây là thôi. Con nào cũng phải sao mũi hết. Tên con đó nè cả nhà. Chạy kìa coi chạy kìa. Dính cái sắt để đi kiếm chỗ nào mát mát gỡ cái cả nhà, thấy dính cũng khá khá rồi. Lại dốc tiếp. Mấy cỏ này được tưới nước mừng dữ. Uống nước nhiều mà giờ có bụng đi ngay lắc ốc ách luôn cả nhà. Trong bụng đó. Đó, đình cái nhà đẩy lên cái dốc ở trên. Nhóc trơn rồi. Chúng kiếm chỗ rồi đi tháo ra xong ngồi nghỉ mát tí mà không thấy chỗ nào có nghỉ mát. Giờ kiếm bóng cây có mái nhà mà vô ngồi nghỉ thì thôi cũng như không, nó hầm dữ lắm chịu không nổi, bây giờ phải ở bóng cây mới được. Chiều tối nay chắc có nghỉ kiếm bóng kiếm cây dằn nghỉ coi nha, chứ ban đêm nó cũng hầm ghê lắm. Kiếm bóng cây ngủ là mát nhất. Trời này chắc không mưa đâu. Trời ơi quá trời luôn rồi. Ở đây sao nhiều ba cái đồ sắt sắt này đây cả nha, sắt cục nha, khúc này rất là nhiều sắt cục luôn. Đây nè. Trời ơi đâm lủng luôn rồi. Chụp kìa. Nhìn giống như cục đá vậy đó.
này đi bán cái người ta giỡn, tao nói lụm đá lên bán lắm á trời, lụm đá xanh lên bán thì cái bao nhìn giống cái đống đá lắm chứ bọn, y chang à, không ngờ nó là đây là sắt. Xong một loại đi tiếp. Cái bóng cây mát cả nhà, dù nghỉ xíu cả nhà. Quá trời rồi. Sát đồi sát núi cơ nha, quay lại hướng bên đây nhìn đẹp hơn ha, tại giờ đang trời đang bị chói. Áo hay lúa giờ dắt ra nước rồi đó, bây giờ nó hết nóng cái lưng rồi, cởi bớt áo rồi cả nhà. Áo giặt giặt đây cả nhà cho nó khô, giờ mặc cái áo khoác ngoài à. Buổi chiều nó nắng về đằng trước rồi, chào chào anh. Dạ. À, em cũng muốn sao để đánh những cái nước để hành trình đi bộ xuyên Việt. Dạ. Là với mục đích của ta là lặt những đóng đinh và thử thách bản thân đúng không? Dạ. Rồi cho nên là em gửi tặng anh 100 ngàn để lộ phí trên đường. Có thể là những cái nước nước sối nước ngọt gì đấy lộ phí trên đường của anh để phục vụ cho cuộc sống của ta đi. Dạ, cảm ơn anh. Điều đó là bản thân em cũng đã suy nghĩ nhưng mà cũng chưa làm được. Dạ. Đấy, đấy là anh là những người đã cho đi. Dạ. Tất nhiên là cho đi về thời gian và cho đi biết là những người tuổi trẻ của ta là nên có những suy nghĩ tích cực để phát triển bản thân, phát triển cộng đồng. Dạ. Đúng không? Dạ, cảm đấy, ơn. Cảm ơn anh nhá. Dạ, cảm ơn. Rồi anh em mình làm tấm hình. Anh nhau. Dạ, đấy là ở Hà Tĩnh nhá, kia anh Hà Tĩnh. Dạ. Dạ. Rồi, chúc anh nhiều sức khỏe. Dạ, rồi, dạ. Cảm ơn anh nhiều nhá. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Rồi, đi. Anh có thể đóng cái đoàn ở giai đoạn kia anh Hà Tĩnh thì anh có thể lấy số điện thoại em để liên lạc, nếu mà có gặp những người vướng mắc khó khăn gì thì có thể em hỗ trợ. Dạ. Anh em mình cũng phải như bởi vì là trong con người ta là có những cái lúc nó trỗi dậy những cái phát triển về những cái điều tích cực để làm cho cộng đồng nó phát triển lên. Dạ, dạ. Đó, cho nên anh có thể lấy cái số điện thoại em để đi trên đường từ đấy đến Vinh. Dạ.
có những điều gì mà khó khăn mà cần hỗ trợ mà em giúp được em sẽ giúp. Dạ, dạ. Trong cái cung đường từ Hà Tĩnh đến Nghệ An, vui Nghệ An luôn á. Dạ. Dạ. Thì cho nên là em sẽ cho anh cái số điện thoại để liên lạc, bởi vì dạ, dạ. Bạn em từ ở đây đến Nghệ An rất là nhiều, kể cả ra Thanh Hóa, nhưng mà em chỉ có khẳng định cho anh nhiệt Nghệ An. Là em sẽ hỗ trợ anh trong cái cung đường này, là nếu mà có vướng mắc gì về đến đường đi, anh em hỗ trợ thì em sẽ hỗ trợ với anh. Dạ, dạ. Ok, cảm ơn anh. Nha. Buổi chiều cái mặt trời chiếu xuống miếng năng lượng cả nhà, chói luôn, hai cái mặt trời luôn, trên cái dưới cái, phía trước có núi chấn ngang lộ nữa cả nhà. Mới có đèo dốc gì nữa không đây nữa. Khúc này thẳng băng, ít có dốc lên dốc xuống à. Trời nắng gắt về mà sao trên núi nó không trong cả nhà, vẫn khói mịt mù bên đó chứ. Quá trời, chỗ này điện cao thế. Phía trước thì núi đang trắng ngang trước. Bốn giờ rồi, mát xuống rồi cả nhà. Giờ nghe hết hầm rồi. Cái hơi bị chá mắt xíu, do mặt trời nằm ở dưới gọi vô trong mặt. Nhà xem cái bảng để cây cầu nè, dễ bị đục lộn lắm á cả nhà. Cầu khổ ngược, nhìn xa xa là dễ đục lộn lắm á. Như cái này nước biển cả nhà ơi, thấy trong vắt nè, trong vắt mà xanh chành nè. Đi xe máy mà chạy lè lè khuất ngang là đọc lộn liền. Được đọc chữ cầu cổng liền, còn chữ kia cái lớn hết không biết đường đọc luôn. Đoạn này xấu quá thì xấu quá nha. Mấy đoạn đường xấu hay đi dễ gách cái miếng hút đinh với miếng vẽ đó. Cấn cả rột rột. Cầu đá bàn. Phía trước có dốc nữa cả nhà. Vô trung tâm luôn. Dốc cũng cao đó. Chắc đẩy tới bản trung tâm coi tháo hút đinh ra cả nhà. Rồi tắp đây đi cả nhà ơi. Không biết có dính được bao nhiêu nữa. Cái nhà này dính ba cái này nhóc chơi nữa nè, nhìn y chang như đá không. Này một cái đinh này lượm được miếng tôn gác mái đổ vô cái miếng tôn này dướng ngoài luôn.
Ở đây đường rất là sạch sẽ luôn. Cuộc lại cái đẩy vô trung tâm. Đẩy chập nữa cái kiếm cây xăng tắm rửa. Giờ tắm chạy chế tắm sớm quá nực cả nhà. Mấy bữa tắm sớm tối nó người nực nổi. Bữa hai đứa có khi tắm bữa 4 giờ, 3 giờ mấy lại gặp cây xăng tắm á. Có nhiều cây xăng không có nhà tắm. Vô hỏi không có nhà tắm cũng có. Hỏi tắm người ta nói mấy cây xăng đó ở đây không có nhà tắm, có toilet không à. Có chỗ thì cây xăng có nhà tắm thì mình mới tắm giặt đồ mới được. Toilet thì đâu có vô đó tắm giặt đồ được. Còn không biết phía trước có cầu ngủ không ta. Ở đây cầu ngáy rồi, chắc phía trước có cầu ngủ quá. Nguyên một bầy trâu luôn. Đang cúi đầu đẩy không thấy. Trâu đi qua lộ nguyên bầy. Đây là Hoàng Chinh, phường Kỳ Chinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Đang đẩy lên cái dốc đó nha. Trung tâm thấy vắng què cả nhà. Chuẩn bị thả dốc, có thể là xuống dốc, có thể đông người ha. Phía trên đây thấy vắng que. Vì bên trong đây khói quá trời luôn. Đốt gas. Thấy khói mịt mù tưởng gì tới nữa chứ. Cũng vắng que cả nhà. Từ rất là lớn cả nhà. Không thấy để cái ngã tư gì. Lê Đại Hành, Tây Chinh, Kỳ Chinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Đây đại lý gạo luôn. Gạo hai lúa còn nhóc. Mới hổm mua 2 kg. Vừa mua hổm 3 lon nữa. Ăn hết 3 lon rồi còn 2 kg y thin.
trước có cái dốc nữa cả nhà. Nãy giờ trong trung tâm này lượm có về chai cả nhà, lượm ngon hơn ngoài nữa. Thường thường mấy trung tâm là lượm không có, mà trung tâm lượm có nè. Đây có bản chợ cả nhà, chợ Kỳ Anh vô 200m, ngay đèn đỏ trước cả nhà. Này vô chợ đây cả nhà. Đâu có mua gì đâu chợ. Thịt thì hôm qua lúa mua còn đây, ướp muối rồi. Tối nay kho ăn thôi. Ở đây đường Lê Đại Hành, phường Hưng Chí, thị xã Kỳ Anh. Tối nay lúa ở trong trung tâm này quá, đi ra không khỏi. Sao chỗ này để khác, chỗ này để Song Chí. Đằng trước có cầu Chí, còn xa chưa thấy được. Định tính nơi cầu Chí, định tính tối nay kiếm cái cây để dằn ngủ cho nó mát. Nhìn bầu trời kéo mây đang thui, giáp vọng chưa. Qua cầu này gỡ khúc đinh ra cả nhà. Tấp đây cả nhà. Đài tưởng niệm liệt sĩ phường Hưng Chí. Này khóa hết rồi, đâu có vô trong được. Ây da.
được nhiêu đây cả nhà, dính con ốc bành tri nè, một đống dây chì luôn, kéo gẹt gẹt nãy giờ, một đinh một cái dít. Có nhiêu đó, cái này dây chì đó, quấn dây chì rồi bỏ vô. Rồi 6 giờ mấy rồi cả nhà, 6 giờ 8 phút rồi, đi kiếm chỗ khác cả nhà ơi. Ở đây cái cây văn không được, bên trong cỏ bông người ta trồng không à. Cái trời đang thấy đen thui nữa cả nhà, nên kiếm chỗ khác đi. Đèn đường giờ chưa mở nữa. Bữa nay khó rồi cả nhà ơi, vô đúng ngay chân trung tâm luôn. Kiếm chỗ nghỉ hơi bị khó rồi. Thị xã Kỳ Anh. Có thể qua cái bản này hết trung tâm không? Tối quá cả nhà. Ra khỏi trung tâm thì cả nhà ơi, vừa qua cái bản đó khoảng 200 m, vừa hết đèn đường luôn, đằng kia có bản hết trung tâm luôn. Đừng nói ra đây trống luôn nha, không có nhà luôn đi. Ra đây quá trời gió luôn rồi, nãy giờ trong kia gió không có, đi nghe nóng nực. Tối thui. Mở đèn lên sáng được một tí. Ôi. Nhưng cái đĩa nữa gì đây nè. Cái đĩa đâu bên trong nữa kìa. Có mấy che là lũ vô ngủ nữa đó. Còn không có là thôi chứ sao giờ. Có đường vô. Thứ hai nữa giờ cũng không thấy mái che nữa. Bên đây trống lỏng luôn. Qua khỏi được cái khúc đồng trống cả nhà. Khúc này có nhà cửa là gai nè. Hy vọng vô đây sẽ có chỗ để nghỉ. Đó.
Mừng quá cả nhà ơi, có chỗ rồi. Bên đường rồi. Dạ. Hình quá. Để gác khúc đinh lên cả nhà, kéo lên cái bậc này cái nó gách miếng giấy, gách miếng vẽ. Ngon luôn, quá im. Gì mà bỏ không nhỉ, biết có mấy cột mà văng ngủ cũng được nè cả nhà, có cây nè, giờ kiếm chỗ để nó ăn cả nhà, nó cơm mà. Trong đây bàn ghế gì được không? Đây có ai dăng cái võng sẵn nữa nè cả nhà. Nằm đây nghỉ mệt được rồi. Chừng nào ngủ lấy võng khác, lấy võng của lúa rồi dăng ngủ. Kéo xe vô đây để chỗ này sạch nè. Ở đây đi cả nhà. 7:03, vừa đúng lúc có chỗ được nghỉ. Ôi, mệt quá cả nhà ơi, nãy lộ ngoài đồng trống lộ ghiết ghiết ghiết, giờ gác máy cái dọn dẹp cái chỗ này xíu cái chở anh Bao nấu ăn cả nhà. Lúa mới vừa nấu cơm chín cả nhà, có rau má mà hai lúa không có đem ra nấu làm biến, cho nên nấu miếng gô mì làm canh. Còn thịt thì hai lúa kho cả nhà. Hôm qua thì hai lúa muối sắt ra rồi muối rồi, bây giờ cái bỏ vô cái kho, thêm miếng đường, miếng nước màu rồi kho thôi cả nhà, hạt nêm rồi thôi. Hai lúa mời cả nhà dùng cơm hai lúa nha, hết bình ga nữa cả nhà, vừa hết. Hôm qua, của hôm kia gì đó, lúa mới đổi 2 bịch, bữa nay hết nữa rồi. Bữa nay hết tóc sáng sủa rồi cả nhà, hết nữa, phủ phủ con mắt nữa rồi. Cái tô thịt này không biết ăn tối nay với mai hết không đó, nó mặn chát à, tại muối nó hơi mặn.
hôm qua kiếm được chỗ này ở ngon quá cả nhà. Hồi nãy xém đừng ngủ nghỉ địa, mà mai là cái nghỉ địa không không có đường vô, nó có đường vô là ngủ rồi. Bên trong cũng có cái cái gì đó, nhà mộ. Thấy cái nhà mộ rồi mà không có, mà không đường vô. Tám rưỡi cả nhà, bữa nay trễ quá chứ không thôi là cắt cái trái đu đủ rồi nấu canh ăn, trái đu đủ của chú cho bạn kia trễ quá. Hai lúa mới vừa sắp xếp đồ đặt lên xe gọn gàng hết cả nhà, khóa xe là cẩn thận rồi. Chim cây gian cái giống thì mới vừa xong cả nhà, để chuẩn bị nghỉ ngơi và chỉnh sửa video. Thì hôm nay là ngày thứ 81 hai lúa kết thúc hành trình đi bộ siêu việt từ Nam Bắc hút đinh lụm dây chai cả nhà. Cuối video thì hai lúa cũng gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe các bạn anh chị em cô bác trên mọi miền đất nước đang theo dõi video hai lúa, chúc một ngày tốt đẹp thành công nhất nha. Cả nhà hãy chia sẻ video hai lúa để hai lúa tiếp tục cuộc hành trình của mình nha, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo hai lúa nhé. Máy bay cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Giờ lúa cột cọng dây lên nữa là dây giỏng lên nữa đi cả nhà, dây nóc mùng đây. Rồi vô nằm nghỉ ngơi thôi. Máy bay cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nhé.